Đoán được không? Cuộc thi làm bánh gato mô phỏng đỉnh cao khiến chúng ta nghi ngờ nhân sinh. Đây chính là hình ảnh trong một cuộc thi làm bánh gato. Tuy nhiên, không phải những chiếc bánh xinh xắn như bình thường, mà phải là bánh mô phỏng các vật dụng khác. Ai thành công đánh lừa được thị giác ban giám khảo và khán giả thì sẽ được phần thưởng hậu hĩnh. Thí sinh đầu tiên mang đến 5 chiếc giày thể thao. Chiếc 1 sặc sỡ, chiếc 2, 3 đều màu đen nhưng chất liệu khác nhau. Chiếc thứ 4 màu trắng trông khá chân thực đấy nhở. Và chiếc thứ 5 thì bạn nghĩ sao? Nhìn qua thật khó để biết đâu là giày thật và đâu là bánh gato. Ban giám khảo chọn số 2, nhưng không, chiếc giày số 3 mới là bánh nhá. Người thứ hai mang đến 5 chiếc túi sách của phụ nữ. Bạn nhìn những chiếc túi này đi, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu trông đều vô cùng chân thực và thời trang. Cuối cùng ban giám khảo chọn số 5, nhưng mà chiếc túi thực sự lại là số 4 cơ bạn ạ. Nếu không dùng dao cắt thì quả thực chúng ta không thể nhìn ra, phải không nào? Người tiếp theo thì thử tài với vỏ ốc. 5 chiếc vỏ ốc được bày ra trông nà ná nhau. Nếu bảo mấy con ốc này là anh em ruột cùng một nhà thì có khi tôi cũng tin đấy. Lại là một ca khó dành cho ban giám khảo rồi. Suy nghĩ, quan sát, tranh cãi. Cuối cùng, lựa chọn của ban giám khảo là số 1, nhưng mà chiếc bánh đích thực lại là số 4 cơ. Đáng khen cho tài năng và sự khéo léo của những nghệ nhân làm bánh này nhờ. Bạn có đoán đúng được tác phẩm nào không? Chứ tôi là trật lất từ đầu tới cuối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị và những câu chuyện kỳ thú nhé.